trong tim mọi người. Để sở hữu một thân hình vạm vỡ như thế này, bạn phải tốn nhiều thời gian ở phòng tập với nhiều loại máy khác nhau. Nhưng giờ đây, công ty Best Buy Việt Nam xin giới thiệu máy tập chống đẩy chuyên nghiệp Push Up Pump sẽ giúp bạn sở hữu vóc dáng thon gọn và chắc khỏe như bạn hằng mong muốn. Một giải pháp đột phá trong việc rèn luyện thể lực hiệu quả, các mũi cơ khác nhau trên nhiều vùng cơ thể cùng một lúc. Chỉ trong vài phút, bạn sẽ thực hiện được một bài tập trọn vẹn cho toàn cơ thể. Hãy nhìn các cỗ máy tập đồ sộ công kênh kia và xem cách mà Push Up Pump giúp bạn dễ dàng tập luyện như thế nào để có được cơ thể săn chắc như những tượng thần Hy Lạp vậy. Không còn phải cực nhọc nữa, hãy để máy tập chống đẩy chuyên nghiệp Push Up Pump đơn giản hóa mọi chuyện thay vì bạn phải vật lộn với những chiếc máy to công kênh. Với máy tập chống đẩy chuyên nghiệp Push Up Pump, mọi nhóm cơ chính đều được tập cùng lúc trong khi lưng bạn vẫn được bảo vệ và được hỗ trợ an toàn. Có 3 điểm đặt tay khác nhau cho nhiều bài tập khác nhau sẽ tác dụng đến các nhóm cơ nhất định. Điểm đặt ở trên sẽ hỗ trợ cho phần lưng và vai của bạn, tương tự như khi bạn đi tập bơi vậy. Bạn biết không, nếu bạn đang muốn sở hữu một vòng một nở nang và săn chắc thì hãy sử dụng tay cầm đặt bên trong. Còn điểm đặt ở bên ngoài sẽ hỗ trợ cho cả vai và ngực nở nang vạm vỡ. Khi tập hít đất thông thường tôi hay mau mỏi cơ, nhưng với máy tập chống đẩy chuyên nghiệp Push Up Pump tôi thấy mình như được trải nghiệm tập trên nhiều loại máy vậy. Máy tập chống đẩy chuyên nghiệp Push Up Pump nhỏ gọn và dễ dàng cất giữ dưới gầm giường. Giờ thì bạn có thể luyện tập chỉ vài phút mỗi ngày để có được thân hình chắc khỏe. Là một chuyên gia thể hình, tôi phải chú trọng và giữ cho cơ thể mình luôn được săn chắc và cân đối. Mặc dù cũng bận bịu với việc kinh doanh, nhưng trong lúc rảnh tôi thường phải luyện tập để cơ thể mình thêm rắn chắc hơn. Có thể bạn ngạc nhiên, nhưng hít đất là một bài tập bổ ích của các chuyên viên thể hình đấy. Không chỉ có phần trên vạm vỡ như những bức tượng mỹ mãn mà bạn còn thấy ngay hiệu quả trên toàn cơ thể, vì hít đất là cách khiến các cơ vận động toàn thân. Tuy nhiên, tập kiểu này cũng khá là khó khăn và đầy thách thức, ngay cả đối với những người đã tập lâu năm. Khi không được hỗ trợ ở phần lưng, nhiều người thường không đủ kiên nhẫn để thực hiện bài tập hít đất. Do đó, tôi rất hứng thú giới thiệu đến các bạn máy tập chống đẩy chuyên nghiệp Push Up Pump, một đột phá trong các máy tập thể dục để giúp việc hít đất trở nên dễ dàng hơn và đồng thời tập luyện hiệu quả cho toàn thân nữa. Các bạn gái có thể sở hữu cánh tay thon gọn, vòng 1 nở nang và vòng 2 thật gợi cảm. Các bạn nam sở hữu vòng 1 lực lưỡng, cơ bụng 6 múi và bắp tay săn chắc. Máy tập chống đẩy chuyên nghiệp Push Up Pump lý tưởng cho mọi cấp độ luyện tập. 3 chế độ với 3 màu khác nhau có thể điều chỉnh với lực tập gần 30 kg. Nhờ vào đó, máy sẽ phối hợp cùng kháng lực cơ thể của bạn để dễ dàng tập luyện hơn. Những người mới tập có thể bắt đầu bằng dây cáp màu đỏ với lực tập nhẹ giúp làm săn cơ. Còn các vận động viên hay những bạn đã tập chuyên nghiệp có thể kéo cả 3 dây cáp, tăng thêm kháng lực cho cơ thể thêm vạm vỡ. Vì thế Push Up Pump phù hợp cho tất cả mọi người. Đồng thời, 3 vị trí tay cầm ở những mức khác nhau sẽ giúp bạn tập luyện chuyên biệt. Vị trí cao hơn để tập lưng và vai, vị trí bên trong bổ trợ ngực và bắp tay, vị trí bên ngoài cho việc tập bắp tay trước, vai và ngực. Push Up Pump giúp bạn dễ dàng tập luyện. Đồng thời, khi bạn tập với máy tập chống đẩy chuyên nghiệp Push Up Pump, các nhóm cơ trên cơ thể sẽ cùng lúc vận động. Trên tất cả, bạn sẽ bắt đầu cảm nhận được hiệu quả chỉ sau vài phút tập mỗi ngày. Máy tập chống đẩy chuyên nghiệp Push Up Pump đã hỗ trợ tôi hoàn thành bài tập hít đất mà trước đây tôi không thể làm được. Tôi rất hài lòng với hiệu suất mà máy tập chống đẩy chuyên nghiệp Push Up Pump đem lại. Tôi đã có thể tập nhiều nhóm cơ cùng một lúc thay vì trước đây phải tập 4-5 bài khác nhau. Đây đúng là chiếc máy tập dành cho tôi. Máy tập chống đẩy chuyên nghiệp Push Up Pump thích hợp cho tất cả mọi người. Máy sử dụng chính trọng lượng của bạn làm kháng lực, bạn muốn tập nặng hơn ư? Máy cho phép bổ sung lên đến gần 30 kg với 3 dây cáp kháng lực khác nhau. Những người mới tập có thể bắt đầu ở chế độ màu đỏ với lực tập nhẹ. Các vận động viên hay những bạn đã tập chuyên nghiệp có thể vận dụng cả 3 chế độ giúp tăng thêm lực tập nhằm giúp cơ thể thêm vạm vỡ, và bạn có thể dễ dàng cất nó một cách nhanh chóng, chỉ gấp lại rồi cho xuống gầm giường. Giờ bạn không phải lo lắng mình sẽ không hít đất được hay phải tập với các máy công kềnh tốn kém ở những phòng tập thể hình. Hãy cùng tập với Push Up Pump chỉ vài phút mỗi ngày để sở hữu thân hình lý tưởng bạn hằng mong muốn. Hãy sở hữu Push Up Pump ngay hôm nay bằng cách gọi đặt hàng theo số điện thoại trên màn hình. Bạn còn được nhận miễn phí đĩa DVD hướng dẫn đi kèm. Đĩa hướng dẫn là một tổng hợp các mẹo và bài tập ngắn đầy hiệu quả, giúp bạn thực hiện bài tập tiết kiệm thời gian nhanh chóng mà vẫn cho một thân hình chắc khỏe dù bạn có bận rộn đến như thế nào. Máy tập chống đẩy chuyên nghiệp Push Up Pump thích hợp cho tất cả mọi người. Với phần hướng dẫn kỹ lưỡng của máy tập Push Up Pump, bạn sẽ sớm sở hữu một thân hình chuẩn. Hãy gọi đặt hàng ngay hôm nay. Chúng tôi đảm bảo hoàn lại tiền trong vòng 7 ngày nếu quý vị không hài lòng với sản phẩm. Cảm ơn các bạn đã theo dõi chương trình Sự Lựa Chọn Hoàn Hảo. Hãy gọi ngay cho chúng tôi theo số điện thoại trên màn hình. Các tư vấn viên của chúng tôi đang chờ đón bạn. Vì thế, hãy gọi ngay đến chúng tôi để được giao hàng tận nhà miễn phí trên toàn quốc trong vòng 4 giờ làm việc kể từ khi đặt hàng. Tất cả các sản phẩm do Best Buy độc quyền phân phối đều là hàng chính hãng. Sự hài lòng của các bạn luôn là tiêu chí và sự vinh hạnh cho công ty chúng tôi. Hẹn gặp lại các bạn trong các chương trình sau. Xin cảm ơn và chào tạm biệt.